Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ý kiến của nhóm 2 là tưới nước là một thở, uống nhiều nước đến trên tưới nào. Lần sau lên thì cố gắng là mạnh dạn hơn nhé bạn trường nhá. Cũng là một ý kiến thứ hai của nhóm 3 nào. Nào. Mạnh dạn lên nào, bạn nào lên cũng được luôn. Các bạn xí sụp mấy? Các bạn chú là
À, được rồi, xin cảm ơn bạn. À, mời bạn ngồi xuống nào. Thế thì có một bạn là người mới thôi, vậy còn các bạn ở đây đều là chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa các bạn nhỉ? Có. À, thế các bạn nhớ được bao nhiêu người trong số cô chú nhỉ? Được nhận quà từ một đoàn lên trên đây không? Wow. Mời chú có lên không? Wow. À, lại quên nhỉ? Thế lần sau là chú không có tặng quà nữa nha. Tại vì các bạn không nhớ chú đúng không? Chú giới thiệu lại một chút để cho các bạn có thể là biết chú lần sau nếu có gặp ở ngoài đường hay là như thế nào thì nhớ là chào chú nhá. Phải bảo không biết là ai đấy chết. Chú tên là Dương, tên họ đầy đủ là Nguyễn Ngọc Dương. Chú đến từ Nam Định. Năm nay là như là đầu 9 hả? Sinh năm 9X thì hả? Không rõ sinh năm bao nhiêu. Chắc hơn các bạn 1-2 tuổi thôi. Chú đang học lớp 7 phải không? Chú đang học lớp 7. Ngày xưa học đến lớp 7 là cô giáo ốm không học nữa. Không được học. Bây giờ cố gắng các bạn ở đây thì cố gắng làm sao mình học hết lớp 5 rồi đúng không? Một số là các bạn cao nhất học lớp 5. Còn này là toàn cấp 1 thôi. Giờ chúng ta sẽ cố gắng làm sao phấn đấu học tối thiểu là phải hết lớp 9 nhá. Còn này cố gắng làm sao là vươn xa lên là lên lớp 12, lên đại học để sau này chúng ta có thể làm được các ngành, các nghề khác nó tốt hơn, phục vụ cho cuộc sống của các bạn. Và hôm nay các cô, các chú đến đây là để tham gia một cái buổi sinh hoạt nhóm của câu lạc bộ của mình. Rất mong các bạn và cô giáo hướng dẫn sẽ tạo ra một cái buổi sinh hoạt rất là vui vẻ, hòa đồng cho tất cả các bạn có thể nắm được thêm nhiều kiến thức hơn để giúp ích cho các bạn. Ok. Cho chú một tràng pháo tay. Đấy, ở đây cô thấy các bạn nhớ cô Trang biết đúng không? Bây giờ cô Trang sẽ hát tặng các bạn một bài thay mặt cho mọi người đó. Hát tặng các bạn một bài. Trang đã xong, chỉ danh lại một bạn nữa để hát. Các bạn trật tự ra để lắng nghe tiếng cười mạnh. Nhưng mà các bạn muốn cô hát bài gì? Hát bài cũng được. Cái bài tên là gì cũng được. Đúng quá, bài ấy sáng tác ạ. Hát bài gì được? Bài gì? Ừ, bài gì? Bài gì cũng được hỏi. Không biết cô thuộc bài gì luôn. Bài gì cô cũng được. Cô cứ hát bài gì bài gì cô cũng được 1-2 câu. Các bạn đề nghị xem nào. Không, cô chỉ không. Đúng rồi, không muốn thì phải hát. Không có
cuối thì đưa chân đưa tay cũng được đúng không? Đúng rồi. Ok. À, chúng ta cùng lắng nghe bạn ấy hát nhá. À, cô giáo hát à? Bà to bạn ấy hát. Cái bài gì mà hôm qua em đi học về ra tay cùng bước đi là bài gì? Đi học. Rồi đi học cái bài nửa tình nữa không hát? Bài này thì lâu lắm rồi cô cũng chưa hát. Và hôm nay thì cô hát trước câu lạc bộ mình. Nếu mà có đoạn nào quên thì các bạn nhắc cô nhá. Các bạn thuộc hết đúng không? Đúng. Có thể hát cùng cô không? Không, để nghe cô hát. Đừng để cô hát. Nếu mà đoạn nào quên thì các bạn hát bè luôn nhá. Để cô nhớ không, cô lại tiếp tục được không? Ok. Ok không? Ok. Bé lên. Ok không? Ok. Cảm ơn bé. Hôm nay các bạn ăn cơm chưa? Ăn rồi. Lại nào. Ok không?